Cảm xúc của chị ngày hôm nay như thế nào? Cảm xúc của chị hôm nay rất là phấn khởi vì chị nghĩ là chị có thể đứng sân sang nhà đóng phim là chị vì... là chị có thêm niềm tin chuẩn bị ra MV đúng không? Đúng rồi, kiểu có người đi, có tiền đề đi trước á là chị Dạ sẽ gọi là phát súng đầu tiên. Đúng rồi. Kiểu và giống như là chị Dạ sẽ là người đi trước và chị sẽ là phát súng cuối cùng để dập tắt hết tất cả mọi cái đam mê mà diễn viên Hàn cũng làm ca sĩ. Em là có nghĩa là chị sẽ nuôi theo cái ước mơ đó để đến một ngày nào đó chị cũng sẽ ra MV giống như chị Đàm Vĩ Dạ. Từ ngày có nghe Đàm Vĩ Dạ hát bao giờ chưa? Dạ rồi, chị Đàm Vĩ Dạ thì đi quay với chị Dạ nhiều, chơi với chị Dạ nhiều thì biết chị Dạ hát rất là hay, giọng chị Dạ rất là vui. Nhưng mà ít ra chị Dạ ít khi nào một cái show có giọng hát của chị trên truyền hình hay là là có nghĩa là ít hát cho khán giả nghe, nhưng mà Ribuka thì cứ hát cho khán giả nghe mãi thôi. Con hiểu lý do tại sao? Tại ta hát hay á, cái người ta là người hát thì chị hát dở thì chị siêng năng để chị hát hay hơn. Nhưng mà chị càng hát nhưng nó không càng hay hơn nha, nó sẽ làm cho khán giả sợ hơn. Nhưng mà chị nghĩ là mọi người ai cũng có một ước mơ đúng không? Cho nên là mình có quyền đam mê với ước mơ của mình, chỉ mình không có làm gì quá thôi. Không, mà em nghĩ cái gì chị hát là quá rồi đó. Làm quá là có nghĩa là cái MV rồi đó. Vai diễn trong MV thì nhiều vai lắm. MV này là xuyên nhiều kiếp. Nhiều kiếp, nhiều đời. Cho nên là sẽ có mỗi một diễn viên, mỗi một người sẽ có đóng rất là nhiều nhân vật ở trong đó. Sẽ có một kiếp là Quỳnh Lập với Buka là vợ chồng với nhau. Xong rồi sẽ có một kiếp thì trở thành chị em. Là sao? Ý là cũng là sao ta mình có gì ngã ra sao ta một người hiểu ta. Dạ nói là giống như là ở kiếp này á mình sống tốt thì kiếp sau mình sẽ là một cái người cũng xinh đẹp cũng tốt kiểu ở cái kiếp cổ trang á là chị Bu là một cái người quý tộc rất là đẹp, xong rồi qua cái kiếp thứ hai là cái kiếp bắt đầu cái xã hội theo kiểu là Sài Gòn xưa đó thì là cũng trở thành một cái quý bà rất là đẹp, còn Lập á thì là kiếp cổ trang á thì trở là một nam nhân quý tộc rất là đẹp. Xong rồi cái qua cái kiếp thứ hai ở Sài Gòn xưa thì trở thành tú bà. Là sao? Là do cái ăn ở. Là ăn ở kiếp trước nó như thế nào rồi còn qua kiếp sau trở thành tú bà, trở thành kẻ thù với nhau. MV Hoa Giấy này sẽ có rất là nhiều điều thú vị đối với khán giả và đặc biệt là giọng hát của chị Đàm Vĩ Dạ. Chúng tôi đã quay MV và nghe giọng hát có bị ngán rồi. Và rất là ám ảnh cái bài đó rồi. Cái MV này á thì chị Dạ có biết một phần kịch bản á thì có ca hát sao? À, chị Dạ, tại vì chị Dạ cũng làm kịch nhiều rồi cho nên là cái việc mà chị Dạ biết bản đường dây kịch bản thì tôi cũng không có gì hết và nó cũng rất là hợp lý trong cái MV này và cũng có sự tư vấn của anh Nam Hòa đồng nghiệp và có một vài sự cãi lộn giữa Lập cãi lộn với Quỳnh Lập với Đàm Vĩ Dạ. Hồi nãy cũng có chia sẻ trên cái tấm đỏ rồi đó là chị Dạ bắt Lập chia vai phân vai cho tất cả các anh chị diễn viên trong cái ekip này mà mình không biết nội dung là cái gì hết trơn, mà chỉ có bắt được cái phân vai hoài mình không biết nội dung là gì mà vẫn bắt phân vai. Thôi em đi mấy cái đó không cảm được. Dạ chị hơn 10 tỷ ghê vậy. Ủa em lấy nhiêu? Ủa em không được 10 tỷ luôn á. Chết cha. Trời ơi. Dạ em được 10 tỷ ghê vậy trời. Em ơi. Em chích tỷ 9. Em thôi chỉ có xíu rồi, thôi em tỷ nha. Tại vì em gần ở nhà chị. Mà còn lại là tiền xăng của chị là chạy nhiều đó tới phim trường. Nói đùa vậy thôi, nó 10 tỷ là cũng biết nó xạo rồi. Tại vì là anh chị em trong nghề không mà, cho nên là muốn cái là đi liền, là không có nghĩ nhiều về tiền cát xê. Một vài bữa ăn vui vui là được rồi. Thật ra không nghĩ từ và không nghĩ tới và cũng không có. Đâu là em trong nghề trong nhân không có cái đó là mình không nghĩ là chị Dạ sẽ trả tiền cho mình ở đó đó. Nhưng mà chị Dạ có giả, nhưng mà tại vì với cái tên của chị em của chị kia thì mình sẽ không có nhận cái tiền đó. Mình kiểu là chị trả là thôi được rồi, chị gửi em 50 ăn bữa cơm chiều. Thôi gửi 50 thôi chị nhận lại đi chứ em lấy mang tiếng. À, yeah. Còn gì nữa không ạ? À? Còn có gì nữa không ạ? À? MV mà lên top trending thì chị Dạ có nói là sẽ nãy mà chị Dạ bây giờ rất là lo. Tại vì chị Dạ không biết là chị Dạ sẽ đón nhận chị Dạ một vai trò mới như thế nào ở MV như thế nào, cho nên là chị Dạ lo lắm chứ chị Dạ không biết là chị Dạ không biết nghĩ là chúng ta là chinh phục khán giả trước cái đại. Rồi, cho
Và làm cái đầu mới khán giả đã đi theo chị Dạ ở cuộc hành trình đến bây giờ thì chắc chắn là biết chị Dạ có một cái giọng hát rất là hay, và cái MV này là có sự đầu tư rất là chỉnh chu của chị Dạ, và chị Dạ nói rằng là chị đã dốc hết tất cả công sức và tiền bạc để làm MV này, cho nên là hy vọng rằng là mỗi một chiếc máy ở đây có thể giúp cho cái thông tin này lan truyền đến các khán giả yêu thương chị Dạ và xem MV của chị Dạ nhiều hơn nữa nha. Châu ơi, Châu nói gì vậy? Chúc mừng chị Lâm Vĩ Dạ đi nè. Thực ra thì bản thân em là với chị Dạ là đã quen biết nhau từ rất là lâu, cũng dành cho nhau những cái tình cảm rất đặc biệt của hai chị em. Và lần này thì khi mà hay tin chị Dạ ra MV thì chị cũng rất là tò mò nha mọi người. Tại vì bình thường là mình thấy chị mình diễn trên sân khấu nè, mình thấy chị mình đóng những cái tiết mục hay là tham gia những cái reality show rất là nhiều. Và mình không hiểu là không biết MV này chị Dạ hát bao nhiêu phần trăm ta. Cho nên là kiểu rất là bất ngờ, thì thôi ngày hôm nay mình sẽ đến đây để mà ủng hộ người chị của mình và cũng chúc mừng cho chị Dạ với những cái cột mốc đầu tiên và một cột mốc ấn tượng như thế này, mang đến những cái sản phẩm nó đầu tư thật sự chỉnh chu và hình ảnh về âm thanh và mang đến cho khán giả, đặc biệt là những người yêu chị. Châu có từng nghe chị Dạ hát chưa? Dạ thực ra để nghe trọn vẹn thì chưa, nhưng mà kiểu mình nghe lẩm lẩm một hai câu thì cũng đã từng nghe rồi, và cũng thực lực đó cũng rất là thực lực nha mọi người. Và đặc biệt là trong cái chương trình mà reality show được rồi mọi người có xem, đặc biệt là Dạ hát cải lương hay nha, hay nha, thì cho nên là chị mình có nhiều tài năng lắm đó mọi người. Rồi cảm ơn Châu nha. Chào mừng.